nằm tại thành phố Khon Kaen, tỉnh Khon Kaen ở vùng đông bắc Thái Lan. Công viên hữu nghị Thái Việt đã được xây dựng cách đây gần một năm và được coi là biểu tượng của tình hữu nghị hai nước Thái Lan, Việt Nam. Vào tháng 5 năm 2008, hạng mục đầu tiên của công viên là phiên bản chùa Một Cột đã được khánh thành. Kể từ đó, nơi đây không chỉ là nơi tụ họp lễ Phật của bà con Việt Kiều dịp Tết hay vào các ngày rằm, mà còn là điểm tham quan của du khách thập phương. Nằm trong một khuôn viên rộng trên 8.000 m², công viên hữu nghị Thái Việt được xây dựng với sự đóng góp của Hội đồng thành phố Khon Kaen và cả bà con Việt Kiều. Kể về quá trình xây dựng công viên và phiên bản chùa Một Cột, ông Hoàng Minh Tâm, trưởng ban đại diện Việt Kiều ở Khon Kaen cho biết. Cái công viên hữu nghị Việt Thái của bà con Việt Kiều Khon Kaen này, tức là được sự tài trợ của Hội đồng thành phố tỉnh Khon Kaen, Thái Lan. Thì bà con chúng tôi toàn trong cộng đồng Việt Kiều ở Khon Kaen đã cùng vận động ủng hộ một số tiền trên 1 triệu baht xây dựng cái chùa Một Cột để làm một cái bảo vệ cái nền văn hóa cổ điển của đất nước và của dân tộc Việt Nam, đồng thời là mở màn một sự việc mới trong vấn đề quan hệ Việt Thái. Vào một chiều mùa xuân, một nhóm học sinh tiểu học ở tỉnh Khon Kaen đi học về ngang qua công viên hữu nghị Thái Việt và ghé thăm phiên bản chùa Một Cột tại đây. Các em có vẻ thích thú khi leo lên từng bậc cầu thang để đến được gian thờ trên cùng. Rất trật tự, các em lần lượt xếp hàng chắp tay lễ Phật. Ông Trần Nguyên Trực, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen cho biết. Phải nói là từ khi mà có cái công viên hữu nghị Việt Thái và đặc biệt là khi có chùa Một Cột này hình thành, thì là cái du khách các nơi mà qua lại khi người ta nghe có chùa Một Cột, người ta đều đến đây để thăm viếng. Và ngày lễ mùng 1 rằm thì bà con Việt Kiều tại Khon Kaen đều đến để thắp hương và tại chùa Một Cột này. Đồng thời với khu công viên này là chiều là trở thành một cái điểm mà rèn luyện sức khỏe không những đối với bà con Việt Kiều ta ở Khon Kaen mà cả cư dân người Thái họ cũng ra đây. Và những khách du lịch không chỉ ở của người Thái, của các tỉnh ở Thái Lan mà của bà con của ta ở các tỉnh đến, mà còn có cả du khách của nước ngoài, khi họ qua Khon Kaen họ thấy nghe nói là có cái chùa Một Cột thì họ đều có cái đến đấy để xem. Một bên là hồ nước xanh mát, một bên là hàng cây rợp bóng. Phiên bản chùa Một Cột của Việt Nam nằm ở một trong những vị trí đẹp nhất của thành phố Khon Kaen. Hiện nay, mong mỏi của bà con Việt Kiều là xây dựng thêm phiên bản của các danh lam thắng cảnh khác của Việt Nam để công viên hữu nghị Thái Việt được hoàn chỉnh. Tuy nhiên, việc đó không thể thực hiện một sớm một chiều được. Bà con chỉ có một mong mỏi là có một cái hỗ trợ của nhà nước nào đó để giúp để hoàn tất cái hoàn thiện các bức tường xung quanh của chùa Một Cột. Vì hiện nay là mới có xong được cái chùa Một Cột và cái mặt tiền, còn cái 3 bức tường xung quanh là chưa xây dựng được. Để cho làm được cái công viên này cũng như là hoàn thiện cái phần còn lại của chùa Một Cột thì đòi hỏi phải có một cái nguồn kinh phí lớn, mà với cái lực của bà con hiện nay, của bà con Khon Kaen ta thì phải nói là còn có nhiều khó khăn. Cho nên chúng tôi nghĩ là phía Thái Lan họ đã dành cho mình cái diện tích đất rồi, đã đồng thời họ đã dành cho mình một cái khoản tài trợ 1 triệu baht để mà xây chùa Một Cột rồi, thì không lý gì mà phía Việt Nam lại không có một cái đóng góp để mà giúp cùng với bà con Việt Kiều ở Khon Kaen để xây dựng hoàn tất cái chùa Một Cột cũng như là xây dựng công viên hữu nghị Việt Thái. Việc xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục trong công viên hữu nghị Thái Việt có một ý nghĩa quan trọng, bởi đây không chỉ là niềm tự hào của bà con Việt Kiều tại Khon Kaen mà còn của cả Việt Kiều ở Thái Lan.